Tân Phước Khánh Village là dự án khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, được phát triển bởi chủ đầu tư Thái Bình và công ty cổ phần Đất Xanh Premium. Bên cạnh hệ thống pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ riêng từng nền, Tân Phước Khánh Village còn ghi điểm tuyệt đối với cư dân và các nhà đầu tư gần xa bởi tiến độ xây dựng nhanh chóng, hạ tầng hoàn chỉnh bậc nhất khu vực. Hiện tại, Tân Phước Khánh Village đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng nội khu cơ bản, sẵn sàng đón cư dân vào sinh sống như trục đường nội bộ lộ giới 17m, 13m và 11m, hệ thống điện nước âm đi riêng, trồng bằng lăng tím trong toàn bộ dự án. Bên cạnh đó, 100 căn nhà phố dành cho các chuyên gia tại hai dãy LK2 và LK4 đang được tiến hành xây dựng.